khi bạn trai là người hay kiểm soát. Em đang làm gì vậy? Đi làm chưa? Ừ, em đang chuẩn bị ra ngoài. Anh thấy em nên đổi cái áo khác đi, cổ này thấp quá. Thấp chỗ nào chứ? Em thấy ok mà. Em mặc như vậy cho ai ngắm chứ? Được rồi, để em thay bộ khác. Em yêu, đang làm gì vậy? Đang ăn cơm với đồng nghiệp. Nam hay nữ? Chưa ăn cơm nữa mà tụi này cho mình ăn cơm chó rồi. Nếu mình nói đi ăn cùng với hai thằng con trai, chắc anh ấy sẽ cuốn lên mất. Là nữ, chắc em không gạt mình chứ. Ê, bộ tao không video, tụi mày im lặng nha. Sao vậy? Sao gọi video cho em? Không có gì, chỉ muốn xem hôm nay em ăn cơm với gì thôi. Thì đang ăn cơm nè, ăn với đậu hũ. Một người hả? Đồng nghiệp em đâu? Nó đi với cấp C rồi. Thôi em ăn cơm xong rồi, em đi làm đây. Không có gì, sao cô ấy khẩn trương như vậy chứ? Thôi được rồi, tan ca đón em. Sao anh ấy lúc nào cũng thích kiểm soát mình vậy? Hôm nay em phải tăng ca, không biết mấy giờ về. Không sao, buổi tối không đi làm, anh đợi em. Mệt mỏi quá đi. Ai đấy? Hả? À, đồng nghiệp mới của em. Quan hệ tốt lắm hả? Cũng tạm, đưa anh xem. Không tin tưởng nhau vậy thì đến với nhau làm gì chứ? Loại người này vừa nhìn đã biết không tốt lành gì. Em tránh xa nó ra một chút. Tụi em cũng chẳng làm gì, chỉ là đồng nghiệp thôi. Giữa nam và nữ không có tình bạn đơn thuần đâu. Vậy anh cũng đưa điện thoại cho em xem. Xem thì xem chứ, sợ gì. Em có thể cho nhau một chút không gian riêng tư không?